Vâng, xin chào các quý vị nha. Đây, hôm nay rất là đặc biệt, mình chia sẻ cho quý vị. Mọi khi thì các cháu nó mời thì không chia sẻ, nhưng mà hôm nay thì mình chia sẻ có một cái quán mới, có một cái món ăn rất là đặc biệt là lợn rừng xịn luôn ấy. Đấy, món lợn rừng xịn rất là xịn quý vị nha, món lợn rừng mà chuẩn luôn ấy. Thì, 5 lạng thì là 500, lợn rừng 5 lạng 500, 1 lạng 100.000 tiền Việt Nam ấy. Món này rất là đặc biệt ấy. Mặc dù là trời cực rét, nhưng quý vị thấy không, khách thì đông kinh khủng luôn, khách thì đông quá đông luôn. Quý vị nhìn mình thì chia sẻ trong bàn mình rất đông, ở xung quanh mình rất ồn ào, nhưng mà mình chia sẻ cho quý vị ngay tại Hà Nội nhé, ngay tại Pháp Vân, trong quận mới đó, quận mới của quận Hoàng Mai ấy. Món lợn rừng xịn, rừng quay lu, quay lu, lợn rừng quay lu, ăn ra thì giòn cộm cộm, thịt thơm luôn nha quý vị nha. Và rau thì rau của doanh nghiệp tự trồng, bia thì bia tươi, bia thì bia tươi, bia tươi nha quý vị nha. Gọi thêm công nữa đi, nói cho một bia nữa. Còn đậu phụ, đậu phụ là lệ phố nhá, đậu phụ lệ phố tuyệt vời hơn quý vị nhá. Đậu phụ làng mơ, làng mơ khoai lệ phố. Còn mắm tôm thì đặc sản của vùng miền nhá, của miền miền Trung, mắm tôm miền Trung, tôm mắm mòi luôn, mòi tép luôn. Món chấm thì thôi rồi. Mình đang có một chút việc thông cảm quý vị nhé. Mình chia sẻ sau cho quý vị. Thì chờ đợi thấy video sau của mình nhé. Xin chào quý vị.